Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh bất động sản Quyên Hơ. Hôm nay mình sẽ nói về đại lộ hơn 5.700 tỷ đồng nâng tầm kết nối hai phòng. Đại lộ Đông Tây được xây dựng để liên kết với các vùng của hai phòng và tăng khả năng kết nối, đặc biệt là vận tải hàng hóa với các địa phương khu vực Bắc Bộ. Đại lộ Đông Tây hay còn gọi là đường Bùi Viện thuộc dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng khởi công tháng 12 năm 2013 với tổng mức đầu tư 251,550 triệu USD hơn 5.700 tỷ đồng trong đó vốn ODA hơn 175 triệu USD và vốn đối ứng từ nguồn ngân sách địa phương là gần 76,5 triệu USD. Sau hơn 6 năm thi công, công trình hoàn thành vào tháng 2 năm 2020, 3 tháng sau, dự án được thông xe để chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng. Đại lộ có chiều dài gần 20 km, điểm đầu ở xã Bắc Sơn, huyện An Dương và điểm cuối tại phường Nam Hải, quận Hải An. Tuyến đường kết nối Đông Tây đi qua 5 quận, huyện của Hải Phòng gồm An Dương, Kiến An, Lê Chân, Ngô Quyền, và Hải An. Trong đó, đoạn Bắc Sơn Quán Trữ dài 9,5 km có mặt cắt ngang 27,5 m, bao gồm 6 làn xe. Tiếp đó, đoạn Quán Trữ Nam Hải dài 10,3 km có mặt cắt ngang 50,5 m, bao gồm 6 làn xe đối ngoại và 4 làn xe đối nội. Đại lộ Đông Tây có hai khu vực phòng xuyến lớn ở khu vực sau với đường Phổ Nguyên Giáp và nút sau với đường Lê Hồng Phong, gần sân bay Cát Bi. Trong hình là ngã tư giao giữa đường Bùi Viện và đường Phổ Nguyên Giáp, nơi đây có các tổ hợp khách sạn cao cấp và khu đô thị vệ tinh. Hầm chui qua cầu Rào 1 đã được dễ bỏ để đầu tư xây dựng mới với tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng. Nút giao giữa đại lộ Đông Tây và đường Trường Chinh với các nhánh rẽ hai bên, các phương tiện lưu thông từ Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình v.v. sẽ không phải đi vào khu vực nội đô mà rẽ tại đây để đến bến xe Vĩnh Niệm hoặc đi quận Hải An. Bến xe Vĩnh Niệm được xây dựng ven đại lộ Đông Tây và đưa vào khai thác sử dụng từ cuối năm 2020. Bến xe kết nối tất cả các tỉnh thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Giai đoạn 2 của dự án đang được triển khai. Khi hoàn thành, bến xe sẽ có diện tích lớn nhất và hiện đại nhất Hải Phòng. Trục đường đại lộ có nhiều điểm chờ xe buýt phục vụ người dân. Hợp phần B của dự án cũng sẽ đầu tư vào việc cải thiện giao thông công cộng. Ở những nút giao có lưu lượng phương tiện đông đúc, đông dân cư, cầu vượt đi bộ được đầu tư xây dựng để giảm áp tắc và tai nạn. Trục đường đô thị này sẽ góp phần giảm thiểu thời gian lưu thông giữa các khu vực phía đông thành phố là quận Hải An và khu vực phía tây là huyện An Dương. Tuyến đường giúp tăng khả năng kết nối giữa các quận nội thành gồm Kiến An, Lê Chân và Ngô Quyền, giảm thiểu thời gian đi lại từ các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng và An Lão đến trung tâm thành phố. Dự án tạo tiền đề phát triển cho các khu đô thị dọc tuyến mới được hình thành, góp phần nâng tầm kết nối, đặc biệt là phần tải hàng hóa giữa thành phố Hải Phòng với vùng đồng bằng Bắc Bộ. Vị trí đại lộ Đông Tây của hai phòng được thể hiện bằng vạch đỏ trên bản đồ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy để lại một tim và nhấn theo dõi kênh Bất Động Sản Quyên Hôm nhé.